Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế hôm nay của chúng tôi và tôi là Phương Thảo. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Quân đội Thụy Điển hôm qua thông báo 600 binh sĩ nước này đang chuẩn bị đến đóng quân tại Latvia vào đầu năm 2025 như một phần của đợt triển khai quân đầu tiên của quốc gia này ở nước ngoài kể từ khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia hoan nghênh Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, cho rằng đây là một quyết định mang tính lịch sử giúp củng cố toàn bộ liên minh, đồng thời tăng cường an ninh cho cả khu vực. Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM mới đây xác nhận đã không kích 15 mục tiêu của Houthi ở Yemen, khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy yếu năng lực tấn công quân sự của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, lực lượng Hoa Kỳ không đề cập cụ thể chủng loại vũ khí của Houthi đã bị phá hủy. Trước đó, hôm 3 tháng 10, máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ và Anh cũng tiến hành hai đợt không kích, đánh phá một số mục tiêu Houthi ở thành phố Hodeidah, Yemen. Lực lượng Hezbollah cho biết giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra với quân đội Israel ở khu vực phía nam Liban. Trong khi đó, thủ lĩnh mới của Hezbollah, ông Hashem Safi Eddin, được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở Beirut. Trước tình hình xung đột leo thang, nhiều nước tăng cường sơ tán công dân. Liên Hợp Quốc cũng vừa cử máy bay chở 55 tấn hàng viện trợ và dược phẩm y tế tới Liban. Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết Tổng thư ký của tổ chức này, ông Antonio Guterres, sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS với tư cách khách mời. Hội nghị thượng đỉnh BRICS gồm 9 quốc gia thành viên sẽ diễn ra trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 10 tới tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Năm nay, Nga là nước chủ nhà của hội nghị. Hiện hơn 30 nước đã xác nhận cử đại diện tham dự hội nghị này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua thông báo nước này đã nhất trí tăng mức chia sẻ chi phí quốc phòng cho việc duy trì các binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú. Thỏa thuận mới đạt được sẽ có hiệu lực trong 5 năm và kể từ năm 2026. Seoul sẽ trả khoảng 1,14 tỷ đô la Mỹ cho việc duy trì 28.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Số tiền này tăng 8,3% so với năm 2025. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định thỏa thuận mới là một thành tựu quan trọng và sẽ giúp tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước. Một quan chức nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe do phía Ukraine thực hiện hôm 4 tháng 10. Giới chức nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã lên án các cơ quan chức năng Ukraine vì thực hiện vụ ám sát này. Trong khi đó, Ủy ban điều tra Nga đang tiến hành điều tra vụ việc. Cơn bão Helene đã gây ra trận ngập lụt nghiêm trọng tại Hoa Kỳ, phá hủy hệ thống cấp nước và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Ước tính khoảng 200.000 người dân ở nửa phía tây bắc Carolina không có nước sạch hoặc sử dụng nước trong tình trạng áp suất thấp. Giới chức Hoa Kỳ cảnh báo tình trạng thiếu nước sinh hoạt có thể diễn ra trong nhiều ngày cho tới khi các đường ống được sửa chữa. Người dân được khuyến nghị đun sôi nước trước khi sử dụng. Congo sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng bệnh đậu mùa khỉ vào ngày hôm nay, 5 tháng 10. Thông báo trên được đưa ra khi Congo đang phải vật lộn với số ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tăng cao chưa từng thấy, với 988 trường hợp tử vong kể từ đầu năm 2024. Bộ Y tế Congo cho biết, sự chậm trễ của việc thực hiện chiến dịch tiêm phòng là do còn thiếu các nỗ lực đào tạo, lập kế hoạch và tiếp cận cộng đồng bệnh nhân. Tổ chức nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận định Nga dường như sắp hoàn thành mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk. Trong khi đó, ở hướng Donetsk, Nga vừa kiểm soát được thị trấn chiến lược Vuleda. Những tín hiệu này cho thấy Nga đang trên đà kiểm soát được Donbass, hoàn thành mục tiêu lớn trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo đánh giá mới nhất của ISW, Nga đang trên đà kiểm soát được hoàn toàn Luhansk. Với thống kê đến ngày 3 tháng 10, Nga đã kiểm soát 98,8% diện tích Luhansk. Giới chức thân Nga ở Luhansk khẳng định việc Moscow giành được toàn bộ vùng Luhansk không còn xa nữa, khi Kiev giờ chỉ còn kiểm soát chưa đầy 1% lãnh thổ của khu vực này, chủ yếu dọc theo khu vực giáp ranh với Kharkov và Donetsk.
Trong khi đó, ở hướng Donetsk, quân đội Nga vừa kiểm soát được thị trấn chiến lược Uleda, theo cách gọi của Nga, và là Vuleda, theo tiếng Ukraine, có nghĩa là món quả than. Đúng như tên gọi, thị trấn này có hai mỏ than với trữ lượng lớn. Tuy nhiên, việc giành được món quà tại Uleda có ý nghĩa lớn hơn về mặt tác chiến chiến lược với Nga. Theo đó, thị trấn này nằm ở vùng đất cao và ở ngã ba của mặt trận chiến trường phía đông và phía nam. Vuleda nằm gần tuyến đường sắt nối từ bán đảo Crimea đến vùng công nghiệp Donbass của Ukraine, bao gồm cả tỉnh Donetsk và Luhansk mà đến nay phần lớn đã do Moscow kiểm soát. Việc kiểm soát Uleda mở rộng cửa để Nga tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk ở miền đông, cũng như tiến sâu hơn ở mặt trận miền nam theo hướng Zaporizhia. Tổn thất này càng được cảm nhận sâu sắc hơn ở Kiev khi quân đội Ukraine đang chiến đấu trong cuộc xung đột tiêu hao với Moscow trong tình trạng kiệt sức, mặc dù có lợi thế nhất định từ cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga hồi tháng 8. Trước tình hình này, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sersky, ngày 4 tháng 10 cho biết, ông đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở khu vực Donetsk khi làm việc tại một trong những khu vực tiền tuyến nóng nhất với lữ đoàn dù Sycheslav số 25. Ông Sersky không đưa ra thông tin chi tiết về địa điểm, nhưng lữ đoàn này vốn hoạt động ở mặt trận Borovsk. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 10 công bố video cho thấy tên lửa Iskander-M của nước này thổi bay một đơn vị chiến đấu cấp đại đội của Ukraine nằm ở vùng Sumy của Ukraine. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin này. Khu vực Sumy nằm giáp với tỉnh Kursk của Nga là nơi quân đội Kiev phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8. Đến nay, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại mặt trận này, nhưng Ukraine thừa nhận chiến dịch quân sự tại Kursk của Ukraine đã không thể chuyển hướng Nga khỏi mặt trận Donbass. Trong một tuyên bố bình luận về chiến thắng của Nga tại Vuleda, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, ông Anatoly Antonov nói rằng việc Moscow giành quyền kiểm soát Vuleda cho thấy việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là vô nghĩa. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi NATO hỗ trợ Kiev, giống như những gì các thành viên liên minh đã làm khi Iran tấn công Israel. Phát biểu trong cuộc trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong khuôn khổ chuyến thăm của ông tới Ukraine hôm 3 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO hỗ trợ Kiev bắn rơi tên lửa và UAV của Nga. Việc chung tay đánh chặn tên lửa của Iran không khác gì việc chung tay đánh chặn tên lửa của Nga, đặc biệt là UAV Shahed, vốn là thứ kết nối Nga và Iran. Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi đồng minh phương Tây để cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí viện trợ. Theo ông, việc cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga sẽ thúc đẩy khả năng phá vỡ chuỗi chỉ huy và hậu cần của Nga. Tuy nhiên, đây là quyết định có tính rủi ro lớn khi có thể làm bùng phát xung đột trực tiếp với Nga, nên các đồng minh của Ukraine đã trì hoãn việc thực hiện động thái như vậy. Trong một phát biểu đầu tiên sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg thừa nhận liên minh quân sự này đã vượt qua ranh giới đỏ của Nga. Đương nhiên cần phải dừng lại và nghĩ rằng có lẽ những hành động như vậy quá nguy hiểm. Nhưng giải pháp thay thế, từ chối hỗ trợ Ukraine vì một số lời lẽ khoa trương thực sự không thể xem xét một cách nghiêm túc. Tuy vậy, quan chức này cũng ám chỉ Ukraine có thể buộc phải từ bỏ các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc xung đột với Nga nhằm đạt được một thỏa thuận trong hòa đàm với Nga. Ông cũng kỳ vọng sẽ có một xung lực mới sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 tới. Ước tính đến tháng 7 năm 2024, ít nhất có 25 kế hoạch hòa bình đã được đưa ra nhằm chấm dứt xung đột Ukraine qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện chủ yếu có 4 kế hoạch đáng chú ý nhất. Đầu tiên là kế hoạch của Trung Quốc và Brazil với nhóm những người bạn vì hòa bình. Thứ hai là công thức hòa bình gồm 10 điểm của Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, Nga coi đây là tối hậu thư khi không công nhận 4 tỉnh đã sáp nhập Nga và từ bỏ việc gia nhập NATO. Đây cũng là hai điểm mấu chốt trong kế hoạch ngừng bắn mà Tổng thống Nga Putin đưa ra hồi tháng 6. Cuối cùng là kế hoạch hòa đàm với Ấn Độ là trung gian hòa giải. Trong tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Ukraine. Động thái được xem là nhằm mở đường cho nỗ lực trung gian hòa giải. Các cuộc gặp được đánh giá là thành công, dù New Delhi đến nay vẫn chưa đưa ra kế hoạch hòa bình cụ thể của riêng mình. Một điểm đáng chú ý ở chiến thắng của Nga tại Vuleda là thị trấn này không phải là nạn nhân của sức mạnh chiến lược của Nga, mà là sự tiêu hao bằng vũ lực. Trước đó, Ukraine đã trụ vững tại pháo đài này suốt 31 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, việc Nga có thể đưa đủ quân dự bị vào bao vây thị trấn đã nhấn mạnh lợi thế về nhân lực mà họ vẫn có. Sau gần 20 năm xuất quân, cựu binh Nga có biệt danh Mara lại khoác trên mình bộ quân phục.
từ bỏ công việc hiện tại ở một xưởng đúc Mara, đã đăng ký nhập ngũ hôm 30 tháng 9 và bắt đầu quá trình đào tạo tân binh vào ngày 4 tháng 10 tại một trường huấn luyện ở Rostov. Trước đó, Mara từng phục vụ trong đơn vị kỹ thuật và đặc công trong giai đoạn 2003 đến 2005. Trước khi quyết định đăng ký lính vào tháng 9, tôi đã mất nửa năm để cân nhắc bởi tôi đã có gia đình, con trai tôi cũng sẽ gia nhập quân đội trong năm nay. Quá trình huấn luyện bao gồm việc thực hành bắn súng trường tự động và bài tập giả định một cuộc đột kích tòa nhà cao tầng. Tôi đăng ký gia nhập quân đội cách đây chưa đến 10 ngày và giờ tôi đang trong quá trình huấn luyện tân binh với những chỉ huy dày dặn kinh nghiệm. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực hấp thụ càng nhiều kinh nghiệm càng tốt để có được sự chuẩn bị tốt nhất. Sau 2 năm rưỡi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đang áp dụng mức lương lên tới 1,9 triệu rúp, tương đương 20.000 đô la Mỹ cho nam giới tình nguyện ký hợp đồng quân nhân chuyên nghiệp. Mức lương này cao gấp 22 lần mức lương trung bình tại Nga. Tuy nhiên, với nhiều người thì tiền không phải là động lực chính để họ quyết định nhập ngũ. Quyết định này càng được củng cố sau những gì xảy ra ở Kursk. Vì vậy khi tuyên bố việc nhập ngũ quân đội, cả gia đình đều ủng hộ quyết định của tôi. Mức lương của tôi hiện cũng tương đương và bất kỳ công việc nào cũng đều đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, tôi nghĩ những người đàn ông khỏe mạnh ở mặt trận sẽ giúp ích hơn ở hậu phương. Và mỗi giờ tham gia huấn luyện, tôi càng tin mình đã lựa chọn đúng đắn. Các chỉ huy đánh giá các tân binh tham gia đợt huấn luyện này có thể trạng tốt và có tinh thần học hỏi cao. Mỗi tân binh mỗi khác, có người có ưu thế về thể lực, có người không, nhưng về nguyên tắc, chúng tôi đều sẽ giúp họ có thể lực và tinh thần sẵn sàng chiến đấu như nhau sau đợt huấn luyện này. Cuối tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh triệu tập 133.000 lính nghĩa vụ trong độ tuổi từ 18 đến 30 đi nghĩa vụ quân sự. Trước đó, ông Putin đã ra lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 180.000 người, nâng tổng số lên 2,39 triệu nhân sự. Trong đó, số quân nhân tại ngũ lên tới 1,5 triệu người. Đây là sắc lệnh thứ 3 được ông Putin ký ban hành kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Gần một năm kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra ở dải Gaza, hàng trăm nghìn trẻ em đã bị mất đi cơ hội học tập. Trong khi tiến trình đàm phán ngừng bắn vẫn bế tắc, thì một giáo viên trong hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục công việc giảng dạy nhằm xây dựng lại tương lai cho những thế hệ mai sau. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Một căn lán nhỏ được dựng lên từ gỗ và vải bạt. Không có bàn ghế, không có bảng đen phấn trắng, không có cả sách vở, đồ dùng học tập thiết yếu. Trường học của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tất cả chúng tôi đều có ước mơ và tôi muốn góp một phần công sức để hoàn thiện giấc mơ ấy. Chúng tôi hy vọng chiến tranh sẽ chấm dứt và trường học sẽ mở cửa trở lại. Trẻ em ở đây xứng đáng có quyền được học tập giống như trẻ em ở mọi nơi khác trên thế giới. Với nguồn lực hạn chế, cô Abu Mustafa chỉ có thể dạy các em những bài học cơ bản. Nhưng trong lớp học của cô, tình yêu với sách vở, với tri thức đã và vẫn đang được thắp lên. Cô Mustafa đã thuyết phục bố mẹ chúng cháu cho chúng cháu được tiếp tục đi học. Chúng cháu rất vui khi được học ở đây. Kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, các trường học ở Gaza đã bị phá hủy hoặc biến thành nơi trú ẩn cho những người sơ tán, khiến khoảng 625.000 trẻ em không thể đi học. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều giáo viên như cô Abu Mustafa mang theo tình yêu và khát vọng tri thức, dẫn lối cho rất nhiều trẻ em bước tiếp trên con đường học tập. Cùng với việc truyền thụ kiến thức, các giáo viên còn dạy các em một số kỹ năng sống cần thiết.